Xuống em ơi. Mọi người, hôm nay nhà mình lại có một món mới nhá. Nhà mình thì nuôi được rất là nhiều vịt cỏ, vịt đẻ. Hôm nay hôm trước mình làm một món cá sốt cà chua rất là ngon. Thế nên là hôm nay mình sẽ làm một món nữa sốt cà chua nhá. Mọi người nghe đến vịt luộc, vịt rang rừng, vịt om giềng rồi nghe đến vịt sốt cà chua bao giờ chưa? Chắc chưa. Hôm nay sẽ cho mọi người thấy món vịt sốt cà chua nó như thế nào. Đây sẽ là tốn cơm đấy mọi người ạ. Mình sẽ lựa bỏ hết những cái phần xương sẩu đi nhá. Vịt nhà mình mùa này thì nó hơi gầy một chút nhưng mà rất là ngon. Mà nó còn đang để đấy mọi người ạ. Ok chưa? Hầm nấu cháo ngon anh nhờ. Tốt luôn. Gầy, hơi gầy. Sẽ gầy. Trời ơi, mà rất. Con này ngon này. Kéo nước miếng. Trông nó gầy như thế này thôi nhưng mà thịt nó rất là dai và ngon. Có mỗi con này là hơi man rách, vừa gầy vừa xanh xao. phòng. Xuống em ơi. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu xối dầu cho dàn chân dài của anh em mình nhá. Anh em mình mới sáng chế ra một cái công tắc cầu lên xuống. Vịt trao cầu. Mấy anh ơi, xối vào con nó căng ra luôn anh ạ. Rất gầy luôn. Vịt lại béo bụng luôn. Vịt lại béo rồi. Ok nhá mọi người nhá. Vịt cũng được rồi. Giờ mình sẽ múc hết dầu ra để bắt đầu sốt cà chua nhá. Với cà chua đây. Thăng thăng thăng. Ok, om ở đây một chút cho cà chua nó nhun ra, xong bắt đầu mình sẽ cho vịt xuống nhá. Vịt rất là ngon rồi. Ôi, ui, nóng. Ui da. Ok chưa? Nước màu da đẹp lắm anh ạ, cà chua mình nhún rồi. Chà. Quá ngon rồi. Bây giờ mình sẽ cho vịt xuống nhá. Ok. Một em này. Ôi, hai em này. Ba em này. Oh, dê, bốn em. Đánh đúng rồi. Đó. Để om trong vòng khoảng tầm 30 phút nhá. Tại vì vịt cỏ ở nhà anh em mình rất là dai. Để om tầm 30 phút. Đó. Wow. Ui. Màu nó đẹp hơn nữa anh ạ. Ui. Trông nó ngon kinh điển luôn. Khả năng sẽ phải cho nó thêm 5 phút nữa mọi người nhá. Cho 5 phút nữa. Sẽ cho nó thêm 5 phút nữa. Quả này thì ok rồi nhá. Giờ mình sẽ cho vịt của anh em mình ra. Dạ. Thằng bây giờ nó lại gầy trở lại rồi. Nó lại ọp bụng lại mọi người. Om nó lại gầy trở lại. Con này là con ngon nhất luôn mà. Ok nha, bây giờ sẽ chuyển nó. Ok nha mọi người nhá. Các món về vịt nướng, vịt om sấu, vịt đủ thứ anh em mình thử rồi. Chưa thử vịt sốt cà chua. Bây giờ sẽ thử xem thế nào nhá. Wow. Đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Làm cả con luôn. Không, cắt cho em cái đuôi thôi. Làm cả con, gặm luôn. Anh cũng làm một con. Bây giờ mình sẽ thưởng thức con vịt sốt cà chua cho mọi người nha. Mời tất cả mọi người. Làm cái pháo câu của nó. Thôi. Ăn dính cái ca đó này. Mình bảo biết ngay mà, Mao Đệ nó chưa cắt vào cái hoi này. Đây này. Ở mỗi con gà, con vịt nó đều có cái bình dầu rất là hoi. Kinh quá, như cắn vào con giá đấy. Ở cái bình dầu nó hay có cái cục hoi này. Rất là hoi nhá. Rồi, bây giờ gặm được rồi đấy. Hết mất thịt rồi còn gặm. Em xỉa cái này này. Ôi, ôi. Ngon. Dài lắm. Mặc dù mình om khá là lâu. Bé tin nhìn như kiểu là con vịt trời ấy mọi người ạ. Mời mọi người nhá. Quả lúc này hơi lỗi. Quả lúc này là bị dính bình dầu hoi. Mời anh ạ. Ngon dai. Dai, không ngon bằng vịt nướng nhỉ? Dai quá nhỉ. Cái này nó kiểu ngót lại. Vịt nướng ngon hơn nhưng mà cũng rất là ngon nhá. Nó đã trao dầu qua rồi, với lại vị chua của cà chua nó cũng khá là ngon. Cũng ok phết đấy rùa đâu. Có phải thêm tí vị cà chua này. Ăn ngon đấy, không phải đùa. Lúc này ăn dính cái miếng kia. Ngon nhá. Nó này đánh giá ok. Được rồi đó. Nhưng mà mình vẫn thích vịt om sấu hơn. Đúng rồi, vịt om sấu là ngon nhất. Ngon nhất của món vịt luôn. Mỗi anh em một con ăn này nó mới đã mồm mọi người ạ. Dầu vắt này. Dầu! Ngon. Đàn vịt nhà mình vãn gần hết rồi. Mình sẽ đi tậu đàn mới về. Tức là cái vịt cỏ, vịt đẻ, cỏ đẻ này là người ta phá đàn không còn sức đẻ nữa, già rồi đấy. Người ta sẽ bán bỏ, bán với giá cực kỳ rẻ, 35-40 nghìn con. Mình hay bắt độ tầm 20-30 con về. Bố mẹ mình cho ăn cám, ăn lúa với ăn cám ngô, cho nó béo lên. Là thịt nó nhiều thịt, nó ăn rất là ngon, nó dai, tại vì vịt nó già rồi, nó mất đẻ đấy, rất là nhiều trứng luôn. Con vịt nuôi này nha mọi người nha, chỗ nào mà béo nhất là ngon nhất mọi người ạ. Còn con vịt còn cái con vịt mà nuôi bằng tăng trọng ấy thì chỗ nào mà béo nhất thì là dở nhất. Còn bọn vịt cỏ nha, càng béo càng ngon. Càng béo càng ngon. Vịt super nuôi công nghiệp á, càng béo càng ngấy. Tại vì chỗ nào nó cũng béo. Có bao giờ được như thế này đâu. Chỉ hơi gầy thôi. Tại vì hôm trước nướng ở dưới này á, anh em mình chọn hết những con béo rồi. Còn lại mấy con gầy lắm. Thôi chúng cho nó ra đi nốt để cậu đàn mới về. Ăn này có cà chua ngon. Nhưng mà cái tay này hơi bẩn tay. Thịt gà, xôi gấc, đàn bà, cả ba thứ đấy đều là dùng tay. À quên, thịt vịt, xôi gấc, đàn bà, cả ba thứ đấy đều phải dùng tay. Mọi người biết tại sao không? Đó, như anh em mình ăn vịt này là phải dùng tay mới ngon. Còn xôi gấc ấy, dùng tay thì nó không ngon. Còn đàn bà ấy, chứ mình chưa biết dùng tay để làm gì, ai biết dùng tay làm gì thì comment dưới dưới nhá. Khả năng là dùng tay để đánh vả ấy, không nhờ được thì vả ấy. Nghĩ là con chim anh nhỉ? Chấm đẫm cà chua ăn ngon. với cái trọng lượng của vịt cỏ tầm cân 3 cân tư này mình có thể ăn hết 2 con. Mình có thể ăn hết 1 con. Quẹt. Ăn được ấy. Để trương con chó. Để trương con chó. Nói chung là ngon. Cây nhà lá vườn cái gì cũng ngon. Đó. Giáo nhà mình đây này, có bao giờ phun thuốc sâu đâu. Mình chưa bao giờ phun thuốc sâu cả. Toàn mẹ mình phun rồi. Sâu không bao giờ dám đến. Mặc dù là... Ui, cũng nhiều sâu phết đấy. Không nói phết à. Cái gì mà rau sạch là nó phải có sâu. Mình không biết chăn rau thế nên là... Toàn nhờ mẹ mình, bố mình chăn hộ.